đón em chào em trở lại kênh của mình nha. Thì ngày hôm nay là ngày thứ 5 rồi em ơi, của tuần 3 con Z Phi. À, thì tầm ngày mai, mình hôm nay mới có thứ 3 này em ơi. Tầm ngày mai hoặc ngày mốt anh em, tầm ngày mốt đấy thì chúng ta sẽ có thông tin về vị tướng mới đợt này là ai. À, nhưng mà đặc biệt anh em ha, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng dự đoán thử coi đợt này ra con tướng nào anh em, dựa theo những cái dữ liệu mà mình lụm nhặt được ở trên bay cũng như là cái group anh em ha. Rồi, đầu tiên ta sẽ cùng xem hệ của con tướng mới đợt này anh em ha. Thì như anh em cũng đã biết, cái con tướng mới vừa ra mắt đó, đó là con Z Phi. À, thì đây là một con tướng ngoại truyện anh em, ngoại truyện. À, ông nào mà xem One Piece ở những cái ad ở ngoài anh em, ad mà không có trong mạch chính á, thì đó là ad ngoại truyện anh em ha. Thì Z Phi là một trong số những con tướng đó. À, rồi, còn con ngoại truyện nữa, đó là con Shiki anh em ơi. Cái ad này nè, anh không biết là anh em có xem chưa. Đó là cũng là một con ở ngoại truyện đó anh em. À, thì nó cũng sẽ có liên quan đến mạch chính anh em ha, nhưng mà nó sẽ làm một cái bộ phim riêng ra để mà chiếu rạp. Đó, ông nào mà rồi, tiếp theo đó là Yuta. Con Yuta cũng là một con tướng ngoại truyện luôn, nó cũng sẽ chiếu rạp rồi đó. Ông nào mà chưa xem thì ở ngoài rạp thì em có thể lên trên web coi. Đó, thì đó là những cái con tướng mà mình tượng trưng cho cái vụ là ngoại truyện anh em. Đó, thì để nói về cái con tướng đợt này là ai. À, rồi kia ha, để coi còn con nào ngoại truyện nữa hay không anh em. Còn con nào ngoại truyện nữa không anh em nhờ. Hay là để mình vô trong này chúng ta dễ xem nè anh em ơi. Đây, ngoại truyện thì được 3 con rồi đúng không anh em. Ngoại truyện tức là không có trong mạch chính á, mà chúng ta phải coi riêng cái tập ở ngoài đó anh em. Z Phi có rồi nè ha. Rồi ai nữa ta. Con Sugar thì nó là ở trong mạch chính rồi, nhưng mà cũng được cho là một con tướng phụ ngoại truyện anh em. Cũng là được cho là một con tướng phụ ha. À, hình như là hai con đó thôi, ba con đó anh em ha. Sugar, Moria, con này cũng ấy rồi nè, Bo này này bình thường rồi. Mấy con skin là tương limit không nói rồi anh em ha. Mấy con skin là limit. À, Karina cũng là một con ngoại truyện liên quan đến một cái app mà thằng đó nó có năng lực điều khiển vàng đó anh em. Karina đó anh em ha. À, ông nào mà coi One Piece mấy cái phần ngoại truyện thì chắc cũng biết. Enel thì khỏi nói. Thánh chúa trời Enel bị câu tờ cứng bởi thằng lù anh em ha, chát quỷ của thằng lù. I and Sabo này là tướng siêu rồi không nói rồi. Katakuri thì áp ở đảo bánh rồi. Sạn hát ẩn là cũng vậy luôn nè anh em. VV Festival, à con này là skin rồi anh em không nói rồi ha. VV này thì Alabasta rồi. Rau đen rồi cái thứ đó. Ok, vòng vòng dưới đó không biết là còn con nào hay không. Nếu mà còn thì anh em hãy comment bên dưới anh em nha. Oden là Adwano rồi không nói rồi nè. À rồi mấy San rồi nè. Crocodile là Alabasta. Crocodile Alabasta anh em nha. Nhưng mà đợt này nhiều khi lại ra con Crocodile phiên bản mới anh em nha. Crocodile cái bản cái trạng thái mới đó anh em. Mình dự đoán đợt này ra Crocodile luôn đấy. Không phải đơn giản đâu anh em. Bởi vì sao anh em? Dựa theo một số cái dữ liệu của game đang có. À, tí hồi nữa mình sẽ nói luôn nha. Rồi, bây giờ sẽ dự đoán hệ đi. Nó mới vừa ra hệ bình bỉ, chúng ta bỏ qua hệ bình bỉ giùm mình luôn em nha. Bỏ qua hệ bình bỉ giùm luôn. Rồi, hệ sinh khí mới ra con Sugar, bỏ Sugar ra một bên luôn. Rồi, bên hệ chính xác mới ra con cà rốt, bỏ cà rốt ra một bên luôn em. Là chúng ta loại trừ được 3 hệ rồi đúng không? 3 hệ rồi ha. Hệ thông minh mới ra con râu đen, bỏ ra được luôn em. Đó là chúng ta chỉ còn có 2 hệ thôi. Đó là hệ nhanh nhẹn và hệ minh mẫn anh em ơi. À, đợt này tỷ lệ rất là cao thì mình thấy nó sẽ ra hệ nhanh nhẹn nữa đấy nè. À, nhanh nhẹn thì mới có con ba tô, nhưng mà con ba tô này tính ra nó cũng ra cũng khá là lâu rồi anh em ha. Bên minh mẫn á thì con mới nhất á là con Mi Hắc Samurai, thì con này tính ra nó cũng ra cũng khá là lâu rồi anh em, mấy tháng trời rồi. À, nên là đợt này tỷ lệ cao nó sẽ ra minh mẫn anh em, bởi vì đợt này là tướng sinh nhật game mà anh em. Không biết là có đúng hay không nữa, nhưng mà mình nghĩ là nếu đó là tướng sinh nhật game luôn đấy, tướng mong chờ nhất vào tháng 8. Tí mình sẽ sau cho anh em xem cái dữ liệu luôn anh em ha. Rồi, hệ nhanh nhẹn và hệ minh mẫn nha. Rồi, bây giờ ra tướng nào thì chúng ta sẽ cùng đến với lại những cái dữ liệu đó luôn anh em nhé. Rồi, cách đây một ngày trước á, thì ở trên bay cũng đã có một cái bài viết ghi đó là đâu là vị tướng được mong chờ nhất vào tháng 8. À, thì họ để nguyên một cái hình là mấy cái truy nã của băng hải tặc mũ rơm đó anh em. Thì cái ad ở cái mấy cái hình này thì nói chung là anh em đừng có để bị lừa anh em ơi. Đừng có để bị lừa. Cái lúc này hình như là đang ở đang BK với lại Doramingo đúng không ta? Đó anh em đừng có để bị lừa bởi cái mấy cái hình này anh em ơi. Bởi vì game nó ra lúc nào nó cũng để băng mũ rơm cả anh em, nhưng mà nó ra mấy con tướng khác. Cứ lần nào ra cái những cái tấm ảnh truy nã của băng mũ rơm á thì nó sẽ ra một cái con tướng liên quan đến cái ad đó anh em ơi. Ví dụ ha. Mình sẽ ví dụ cho anh em xem. Rồi có một cái trường hợp ngoại lệ nữa là cái hình này anh em. Đây, đây là cái hình cũng là băng hải tặc mũ rơm, nhưng mà
thường á để băng hải tặc mũ rơm thì nó sẽ không có ra những con nào ở trong băng hải tặc mũ rơm đâu, mà nó sẽ ra những cái con nào liên quan đến cái arc đó anh em nha, và cũng như là những cái con tướng ngoại truyện à. Thì hình này sau ra hình này thì nó sẽ ra con Sugar anh em ơi, nó sẽ ra con Sugar để cho anh em xem luôn nè. Đây Sugar đây à, ok chưa mấy ông, trời ơi vậy mới đau chứ anh em. Rồi tiếp theo nữa sẽ có một cái tấm ảnh gợi ý tướng tiếp anh em, thì nó đây cái tấm này thì nếu mà ra cái con tướng mà liên quan nó mật thiết với lại cái mạch truyện chính á thì nó sẽ gợi ý rất là chính xác. Đợt này là ra con cà rốt su long, cà rốt su long đó, ok cho anh em. Rồi tiếp theo nữa nó lại ra thêm một cái truy nã của băng hải tặc nữa em ơi. À không phải anh em ơi, lúc này là ra râu đen nè. Râu đen thì nó sẽ để cái tấm hình khá là dễ để mà đoán anh em ha, chứ không phải là băng hải tặc mũ rơm. À rồi ra râu đen xong rồi đúng không, thì nó lại quay trở lại nó để đây cái này mới đáng nói nè anh em nhìn cái này quen không anh em. Đó nó vẫn sẽ để cái bát rau ở đằng sau này y chang là cái bát rau hồi nãy mình sau cho anh em xem, cũng sẽ là băng hải tặc mũ rơm. Thì sau cái bát rau này sẽ là con nào đây anh em? À không phải cái này, đây Zephy, con tướng mới nhất của chúng ta. Anh em còn nhớ cái vụ đó không anh em? Nên đợt này tỷ lệ rất là cao nó sẽ ra cái con tướng ngoại truyện giống y chang như Zephy vậy đó anh em. Thì chúng ta sẽ có những cái con tướng gợi ý như sau anh em nha. Đây sẽ có những cái con tướng gợi ý anh em thấy không anh em? Thì con này có tên là Bikin à. Thì Bikin là một trong những nhân vật phản diện chính của movie 2 anh em ha. Thì anh em có thể search tên và cũng như là lên trên Google để mà đọc thêm. Trong lúc đi tìm thì băng hải tặc mũ rơm anh em, thì những kẻ đang mà lên kế hoạch trốn để lấy cái đồng hồ ở trên đảo rồi đó, thì ông này đã ăn trái ác quỷ Kachikachinomi cho phép cơ thể hắn có thể cứng như đá và tăng khả năng là phòng thủ nè. Con này hình như là mình chưa có trận này hình như là mình chưa có xem phim anh em ơi, trận này chưa xem phim. Đó là những cái con tướng này là đơn cử thôi anh em nha. Rồi tiếp theo nữa là con Zephy, đây là cụ hải quân anh em. Đó thì con tướng Zephy nó cũng mới ra mắt ở bên bản Việt rồi anh em ha. Đó nên là anh em có thể lên trên mạng để anh em xem là tiểu sử của Zephy nữa sẽ ra thôi. Rồi tiếp theo nữa con này là con BD World anh em nha, là đội trưởng của băng cướp biển thế giới nè, và là nhân vật phản diện chính trong bộ phim ở đặc biệt là ba ngày hai năm vậy đó anh em ơi, ba day hai year vậy đó. À thì là từng bị giam giữ ở tầng 6 của nhà ngục Inverdale đó, sau đó là đã trốn thoát và bị truy nã với mức tiền thưởng là 500 triệu Bailey. Đó thì con này thì app này hình như mình cũng chưa xem anh em. Rồi tiếp theo là cái app này đảo vàng nữa anh em ha. Thì con này có tên đó là Guido Tesoro. À thì con này thì nó sẽ là một cái nhân vật phản diện ở trong cái Asgol đó anh em. Asgol là Ash vàng đó. Thì con nhân vật này anh em thì nhiều khi nó cũng sẽ ra mắt đấy anh em ơi, chứ không phải đơn giản đâu nha. Tài sản của hắn chiếm giữ là tới 20% khối tài sản của thế giới. Thì nó sẽ ăn cái trái ác quỷ là có thể biến thành vàng, tức điều khiển vàng anh em. Đó nói chung là điều khiển vàng ha. Rồi tiếp theo nữa thì ai đây anh em, trời ơi quá quen đúng không, Siki. À thì đây là con Siki thì khỏi phải nói rồi anh em, ai cũng biết rồi đúng không. Thì có nó là một con một trong số những cái con tướng ngoại truyện luôn đấy, thì ở trong game nó cũng đã có ra mắt rồi. Nên đợt này nếu mà ra cái bản chi nã đó đó thì chúng ta sẽ có là cái con tướng ngoại truyện anh em, hoặc là một con tướng phụ nào đó. À, chứ thì cái này là dự đoán thôi anh em nha. Rồi ngược vào trong group anh em thì mình có một vài cái hình ảnh của bạn Nguyễn Phát. Nói chung là hình ảnh này vui thôi anh em nha. Chế những cái con tướng mới đợt này á thì nói chung là hên xui thôi. Thì đây là Sanji Fo. Sanji Fo. Lúc này là Sanji đang chuẩn bị cho tiệc cưới của mình hay sao anh em ơi. Đây những hình ảnh của anh ấy đây anh em ơi. Ngọn lửa hành trình bất diệt. À hay nha. Trời ơi, nói chung là chế vui thôi. Nhưng mà nhiều khi ông này cũng chế cũng chính xác lắm anh em. Hay lắm nha. Ông này hay thật thì thôi luôn ấy. Đây anh em, ông này ổng có một cái kho dữ liệu để mà chế ảnh và cũng như là ảnh đồ các thứ anh em, nó rất là nhiều luôn anh em, phong phú ghê luôn ấy. À ok anh em nha. Đó con này thì nói chung là hên xui thôi. Đó này là anh em xem cho nó vui thôi anh em. Còn quan trọng nhất á là ra con nào thì tới đó thì mình sẽ cập nhật ở trên kênh. Anh em nhớ theo dõi kênh anh em nha. Rồi anh em đoán thử coi là ra tướng nào thì anh em hãy kèm bên dưới anh em nha. Đợt này thì mình dự đoán chắc là ra Crocodile. Nhưng mà dữ liệu thì nó hơi khó bởi vì nó đưa ra không có chính xác, nó rộng quá.
thì mình sẽ dự đoán là Crocodile hoặc là MH hoặc là Buggy. À, cái đó là cái bộ Time Cross gì đó anh em, lúc mà bị hải quân bỏ mấy cái chức vụ thất vụ hại đó thì ba đứa nó sẽ kết hợp lại thành một cái liên minh gồm có là con MH nè, rồi con Crocodile nè và Buggy đó, tổ thành một cái tổ chức cross gì đó anh em, thì để mà săn lại hải quân anh em, săn lại hải quân mới ghê chứ. Đó, treo thưởng là ai mà săn được hải quân đó thì tới nhận thưởng. Đó, nó là như vậy. Ông nào mà xem cái mạch truyện chính đó anh em, cái mạch phim chính đó thì anh em cũng biết cái vụ đó anh em ha. Rồi, một trong ba con đó nếu mà được anh em nha, nhưng mà mình sẽ nghiêng về Crocodile hơn. Rồi, về cái hệ tướng á thì mình sẽ nghiêng về hệ Minh Mẫn hơn. Nếu mà không ra Minh Mẫn thì ra hệ Nhanh Nhẹn. Bốn hệ còn lại thì hầu như đã ra tướng hết rồi, nên là chúng ta có thể loại trừ được luôn anh em. Nhưng mà cũng không có loại trừ cái khả năng đợt này ra tướng siêu hoặc là một con tướng limit giới hạn. Nhưng mà ra tướng limit không sợ anh em nha, bởi vì sao anh em? Đây, ra là đón 338 cái bánh lái chiêu mộ anh em đang đợi con tướng limit về với đội của chúng tôi. À, nên là đợt này ra một cái là lụm anh em nha. Rồi, nhận quà ngày hôm qua đến giờ gom lại được đi anh em ơi. À, nói chung là được ít quà thôi ha. Đợt này thì không có đua top anh em nha. Bởi vì sao anh em? Nè, top 1 nó quất cho một cái là 576.000 kim cương, nghỉ khỏe, cho nó ăn cái mây điện xếp đi anh em ơi, không ăn nổi với nó đâu. Đợt này là đợi những cái đua top ngon nghẻ sau anh em nha. Đang hơi tiếc về cái vụ đua top bị xịt cái cốc bia anh em nhờ. Cốc bia mình hồi đợt bị bận quá nên là không có màu để mà đua top được đấy. Với lại tuần này tiêu kim cương thì nói chung là nó cũng không có ngon cho lắm, không có gì để tiêu cả, nên là thôi chúng ta ráng cố gắng chờ đợi anh em nha. Nhất là đang chờ đợi một cái gì thần toán tử ngon ngon một tí, lấy được thêm cái bảo vật cỡ cái ba cu Budakan trở lên anh em ơi. Budakan trở lên sau cái đợt tướng mới này mình sẽ có một cái ý tưởng để mà làm video anh em. Thì ý tưởng này thì chắc là để mình làm sau đi anh em ha. Thì chắc tầm cỡ chừng ngày mai ngày mốt thì mình sẽ lên một cái series cũng như là mở cái danh sách booking để cho anh em nào mà đang có nhu cầu mà cày chiến trường 4/4 anh em. Tầm thứ 6 tuần này là có chiến trường 4/4 rồi. Bạn nào mà đang bận quá không có cày được thì anh em canh clip ngày mai thì anh em có thể liên hệ mình để mình lên danh sách để cày chiến trường 4/4 nha anh em nha. Rồi thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đi BK tiếp anh em ơi. Sẽ có một cái vụ là liên quan đến con Siki. Ngày hôm qua anh em nào mà coi clip của mình đó, anh em cũng đã thấy con Siki của những ông, ví dụ như là ông Dâu Chua nè, rồi ông còn một ông nữa quên tên anh em. Nói chung là con Siki nó rất là ghê, nó ủi phải nói là kinh khủng khiếp. Để mình gửi thư coi anh em. Siki của bạn Bill như thế nào mà thế nào mà mạnh vậy đó. Rất là nhiều anh em không có giấu anh em nha, để giấu thì nhiều khi nó hơi bị lỗi đấy. Thì mình gửi thư, thì nếu mà bạn trả thư về thì các cách build như thế nào thì mình sẽ phổ biến cho anh em nha. Nhớ thì dõi kênh anh em nha, để mình hỏi ông Dâu Chua thử coi là đợt này cái con Shigeki, cái con Shiki của ông á build như thế nào mà nó mạnh dữ vậy. Thì chúng ta sẽ cùng chờ xem nha. Đây, mạnh như thế nào chúng ta sẽ cùng chờ xem. Đây anh em coi nè, Shigeki nó ủi chịu không nổi mấy ông ơi, nó ủi là hẹo ghê lắm. Kèo này muốn win là phải có con Jinbe đấy anh em ơi. Muốn win là phải có con cá mập 3 sao để mà khắc chế Jinbe chứ anh em nhầm. Ây da, cái quả này con ba tô mình bị ụp nón ta, xui thời chưa. Hôm qua mình mới phát hiện một cái vụ mới, anh em còn nhớ cái khoảnh khắc mà cái con MH của mình được con ba tô búp á, mà nó không có nhận được cái khiên không anh em. Đó là do cái câm lặng của con Jinbe team địch đó anh em. Tí mình sẽ cho anh em xem cái vụ đó ha. Rồi, còn về con MH mà nó không có hồi sinh được á là do cái nổ sư nè. Nổ sư của Siki thì ở trong clip ngày hôm qua mình cũng đã có nói rồi ha, do nổ sư. Đúng rồi, ba tô bên kia anh em nha, chứ mày ba tô bên mình đâu. Khổ, nó tán đào thế nhờ. Hổ lên. Một quạt, đó, ngon lành. Bo, đúng rồi, gắn quỷ ám đi ơi. Trận này sao mình thấy mình dễ thở quá ta. Trận này mình thấy mình hơi dễ thở anh em ơi, chắc cũng tạm được ha. Cái gì nữa? Cái gì nữa? Trời ơi, con Siki nó bêm thường một cái thôi, con MH của mình nó gãy gọng luôn anh em nhờ. Mình nhớ MH của mình là nó có né đồ ghê lắm anh em. Rồi, không có râu đen thì Siki làm bố anh em nha. Không có râu đen là con Siki làm bố. Oh my god. Khắc chế Siki này chỉ có râu đen thôi mà râu đen bây giờ đi bụi rồi anh em. Nè, có đuổi nè. Bùm. Gãy. Ụp nón trúng con ba tô là con Siki nó quẩy ghê lắm anh em. Đó anh em thấy chưa? Rất là kinh.
Ui da, vẫn thua anh em nha, ghê quá. Rồi, cho anh em xem cái vụ mà team mình nó bị dính cái câm lặng thì sẽ không có nhận được cái hiệu ứng á anh em, cái hiệu ứng có lợi đấy. Nè, trầm mặc nè, kẻ địch nhận hiệu ứng không thể sử dụng kỹ năng nộ và không thể nhận các hiệu quả và dấu ấn có lợi, có thể bị xóa. Đó, thì khi mà bị dính cái trầm mặc này của con Jinbe thì có tỷ lệ là chúng ta không có nhận được cái khiên bất hoại của con Ba Tô. À, vụ này thì mình mới vừa biết anh em nha. Ở nhiều khi chơi không có đọc kỹ kỹ năng đó anh em, nên là không có rõ được. Nhưng mà cái ông dâu chua này sao chua quá vậy ta. Ông dâu chua này chua quá anh em ơi. Để coi coi Jinbe ở bên kia thì nếu mà bỏ cà rốt vô thì cũng như không đúng không. Siki, nếu mà Siki thì chúng ta phải chơi con Akizikuzan để mà phế chuất nó này mời. Để mình coi thử coi. Sợ Akizi chơi không lại đấy chứ. Gỡ hết đồ đạc ra đó chưa ta. Ấy cha, bị thiếu hết bộ đồ nghề hả ta. Sao kỳ vậy, mang đồ gì kỳ vậy. Đâu mất hết cái đồ này ta. Chắc là mình gỡ ra mình gắn cho ai rồi đó em ơi. Thôi gắn đại cái này đi. Gắn đại cái này đi nè. Rồi vẫn còn ngơ ma rồi, ok. Tóc em nó hơi yếu anh em ha. Tóc em nó hơi yếu, hình như là đá mình gỡ ra hết rồi sao đó. Chỉ có anh Aozikuzan này là mới có thể là... Ừ đúng rồi, gỡ ra hết rồi nè. Trời ơi, kiếm đá tóc gắn vô anh em ơi. Kiếm đá tóc gắn vô để mà chị con Siki này coi chứ bây giờ nó bá đạo quá rồi. Trời ơi, đá tóc đâu ra ta. Đá tóc này hơi chua anh em ơi. Tóc này thì mình build hết cho mấy con khác rồi. Đó, anh em thấy không, đá thì nhiều, quen mà kiếm cái dòng tóc thì nó lại không có mới đau chứ. Công thủ, ủa không có tóc luôn kìa. Thôi 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 thôi, được rồi đó anh ơi, để em kiếm mấy viên tóc cùi bắp bỏ vô anh em ơi. Được viên này có tóc nè, được viên này có tóc nè, gắn cho Sugar cũng được. Gắn tạm anh em ha, gắn tạm thôi, nhà nghèo quá. Nhà nghèo quá, gắn tạm mấy viên mà xám xịt. Lấy 75 tốc độ thôi anh em. Con này bữa giờ mình không có chơi. Nhưng mà từ khi gặp con Siki thì tìm mọi cách để mà khắc chế nó anh em nha. Rồi ok, gắn tạm đi, sau thì kiếm ục viên này ngon ghê á anh em. Nhưng mà nó không có tóc ha. Được viên vàng. Còn mấy viên đỏ thì thôi quá xa xỉ rồi. Rồi ok, nhưng mà bên kia anh em nên nhớ nha, nó sẽ có con Bato, con Jinbe, nên là nhiều khi anh em gắn vô để khắc chế thì cũng khó lắm đấy. Hay da, nếu mà né gập nón, nếu mà được thì né gập nón được không ta. Chơi như thế này phải có MiH phải chơi được, Bato cũng phải có. Con này để khắc chế đam. Rồi thử anh em nha, thử nha, thử team này thử coi. Bên kia cũng có Big Mom thì cũng khá là khó chịu. Ba Tô bên kia có nộ nè. Ba Tô bên mình lại bị ụp nón nữa anh em, khổ ghê chưa. Ủa, ở bên kia nó đâu có con bo đâu mà mình gắn bo vô làm gì anh em nhờ. Từ, ớ, trận này win nè. Trận này lại win anh em, để coi coi sao win đây, gỡ bo ra anh em, gắn con khác vô. Nhưng mà lại win rồi. Tưởng không hiệu quả, ai về đâu có hiệu quả anh em ơi. Cuối cùng cũng có được một trận là win anh em. Hôm qua hình như là ông này mình cũng có một trận win đúng không? Đúng rồi, cũng có một trận win nhưng mà win khó lắm. Để coi con ba con Kuzan của mình nó làm được gì nha. Siki này ngoài việc giảm đam của nó bằng con râu đen thì chúng ta có thể giảm đam của nó bằng con Aozikuzan em nha, để mà đóng băng để mà kỹ băng hà nó lại. À, ụp nón thì ụp được chúng có một con thôi cũng đỡ. Đây, kỹ băng hà. Chúng con Jinbe. À, để từ từ coi, chúng mấy con rồi. Chúng được con Jinbe, bởi vì Jinbe nó hút nộ mà anh em. Chuẩn bị một phát nộ tiếp theo nha. Nộ chúng con Siki là win. Chà, đợt này chuẩn bị tướng mới nữa rồi anh em ơi. Chuẩn bị là tốn thận nữa rồi, một xét. Đi được con Hiyori cũng ngon. Rồi có bất hại tặng thêm trụ quỷ ba tô bên kia ủi đau anh em ơi. Đây, đây hàng về đây anh em ơi. Phải có một con khắc chế Siki anh em. Đó, 5 con dính kỹ băng hà.
chỉ có mỗi con Big Mom bên kia là bị dính cái quả con nó có ẩn thân anh em nên là nó không có bị dính đam thôi. Đúng rồi, reset lại cái nón của con Bato, nhưng mà không biết là có ai đi không đây. Đi hai đứa đây, râu đen đây, có tiễn ai đi được không? Không được luôn ạ. Râu đen thấy tầm này sao thấy nó hơi yếu yếu anh em nhờ. Một xẹt, đúng rồi, Siki nó được rã đông rồi anh em ơi. Con Siki nó được rã đông rồi. Đây, cho thêm một quả nữa nè. À, ngon 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 ngon. Được anh em nhờ. Con Aozikuza này chị con Siki khá là tốt đấy. Đó thì để mình gửi thư, mình hỏi thử coi là bên kia Siki build như thế nào rồi về phổ biến cho anh em biết anh em nha. Anh em nhớ theo dõi kênh để không bỏ qua cái sức mạnh của Siki này anh em nha. Bởi vì anh em tầm trung, nông dân rồi các thứ chơi Siki khá là nhiều. Mà bây giờ Siki nó bị khắc chế bởi râu đen mà. Ô, đang tính nói râu đen nó phế, ai về nó dập cho một cái đi hết luôn anh em, ghê thật đấy. Đang tính nói con Siki nó phế, ai về đâu anh em. Gặp cái quả Siki này nó đánh bén quá. Đó, nên là phải hỏi cái giáo án về để mà phổ biến cho anh em ơi. Big Mom nó quạt đao nha. Big Mom này tán đao nha. Chà, kèo này win nhờ con MH của mình nó né ghê nè em ơi. Gặp MH né ghê. Big Mom quá khó chịu nè em. Nè, quả này né thêm 2 nhát nữa nè anh em. 1 nè, 2 nè. Đó, nhờ MH né ghê đó chứ không là thấy bà với lại con Big Mom rồi anh em. Đó, nên là con Siki cũng như là team của ông dâu chua này cực kỳ khó chịu anh em nha. Cực kỳ khó chịu. Hay dạ, ố mới vừa nói Siki gặp lại Siki nữa rồi nè. Tại sao? À, để BK thử coi với lại ông nước muối coi. Ông nước muối này ông bỏ Siki vô bữa giờ rồi anh em. Mà hồi đợt là chơi Big Mom. Còn bây giờ là mình thấy quay trở lại chơi Siki rồi anh em. Á, có con Jinbe hút đam nữa kìa. Jinbe vẫn còn ngon nha mấy ông chứ không phải yếu đâu. Mấy ông đừng có bỏ nó uổng, tội nghiệp. Thôi xong, may quá có né. Team có bất hoại, ok. Có bất hoại là an tâm lắm anh em ơi. Team mà được con Bato búp cho cái bất hoại là nó an tâm gì đâu luôn á. Rồi, ủi hộ cái. Chỉ sợ mỗi Big Mom thôi chứ râu đen gì tầm này. Râu đen thì nhiều khi team mình nó trắng cây HP thì mới sợ thôi chứ tầm này chả sợ anh em ơi. Đó thấy chưa? Không có cái bất hoại là team mình nó hẹo hết mấy mạng rồi đó nè. Kỹ bắn hà nè mấy cô. À dính mẫn Jinbe anh em ơi, từ từ kỹ bắn hà sau nha. Ui da, may quá vẫn còn bất hoại mấy ông ơi. Thấy chua, không có bất hoại con Siki nó ủi cho banh càng chịu gì nổi. MH nữa nè. Ai da, chuyển sinh hết hai đứa rồi. Tới con MH là nó reset qua tên anh em nên là mất bất hoại. Đây kỹ bắn hà nè. Đó, đừng giỡn nha. Bé Kuzan của mình là hơi bị bén đấy. Chưa kể là nó có thể giảm tốc cho team địch trụi nữa hả? Làm thêm quả nộ nữa kìa. Được anh ơi. Anh em nên nhớ cái uy nhiếp của con MH á, nó cũng sẽ gây xì tuôn cho team địch đứng im. Rồi cái kỹ băng hà của con Aozikuzan nó cũng sẽ gây cho team địch đứng im luôn em nha. Rất là khó chịu. Rất khó chịu chứ không phải đơn giản đâu. Rồi làm thêm quả nổ nữa đi anh. Thôi xong rồi. Quả này đi bụi á. What the hell. What the hell. Mạnh quá. Nãy giờ toàn BK là mấy ông top hay không anh em nha. Để bữa nào rảnh xin cái ID của ông gấu về BK thử coi như thế nào. Mấy ông này đánh gọn lại nó BK với ông gấu VIP 19 chịu gì nổi anh em. Nó rất là mạnh luôn anh em nha. Rồi ok anh em, để coi coi còn ông nào được hay không. Hôm qua còn một ông nữa anh em nhờ. Bữa chua đó nè. Bữa chua này cũng mạnh. Bỏ Jinbe ra, nói chung là team mình rồi là phải tốc chiến tốc thắng anh em. Còn gặp cái trường hợp mà team nó bị dồn đam sớm á thì anh em nên bỏ con Jinbe vô. Nó mới hợp lý hơn. Đúng rồi. Đây team này ao tóc nè. Tốc chiến tốc thắng giống cái trường hợp như thế này nè là hợp lý nhất. Dạ bữa nay mình thấy anh em bỏ Jinbe hơi nhiều rồi đó. Thì con Aozikuza nó sẽ lên lại anh em nha. Thôi ôi tan tác. Tan tác hết. Hôm nay là thứ ba, thứ tư thì vẫn chưa có thông tin tướng mới đâu anh em ơi. Chắc phải thứ năm ấy thì chúng ta mới có thông tin tướng mới. Ngày hôm nay có nhiều dữ liệu quá nên là chúng ta cập nhật trước đi.
ngày hôm nay game nó ra tới tận 2 cái dữ liệu lần anh em, 2 dữ liệu lần. Đó thì anh em dự đoán đợt này ra tướng nào, anh em hình như là còn một cái dữ liệu mình chưa có sâu cho anh em xem thì vậy. Nói chung là nó cũng nôm na như vậy thôi anh em ơi, nó hao hao giống nhau à. Cũng sẽ là băng hải tặc mua rơm làm cái bắp rau, nhưng mà chả bao giờ ra ba ở trong băng đâu, nó chỉ ra mấy con tướng ở ngoài đó anh em yên, anh em yên chí đi. Mình kinh nghiệm dự đoán tướng xịt nhiều rồi nên là mình biết anh em, dự đoán tướng xịt nhiều lắm nên là mình biết mấy cái vụ đó. Nhiều ông họ chơi con Sugar ụp nón lợi hại lắm mấy ông ơi. Mình thấy Sugar ụp nón cũng ok la lắm á, khó chịu. Giống y chang như là team của ông dâu chua rồi đó anh em. Ông cũng có con Sugar, có con Siki, có luôn cả Big Mom anh em. Má ơi nó đánh rồi phải nói là tuột quần, tuột hết mình luôn, chịu không nổi. Siki thì nó ủi liên tục anh em. Nó mà anh em cứ tưởng tượng con Siki mà nó có con Blue Dragon á, có 25-30% tỷ lệ mà xuyên bất hoại bất tử á anh em. Nó ủi tới đâu là hẹo tới đó. Nhưng mà Blue Dragon thì hơi chua, bởi vì nó tới tận 6 sao, 5 sao, 6 sao mấy sao ta, 5 sao, 6 sao đó thì nó mới có cái kỹ năng thứ 3 đó. Con đó thì chắc cả năm sau thì may ra mới lên được nhiêu đó quá. Rồi đầu đen cũng tạm được ha, mà đầu đen công phải cao anh em nha, mới xuyên được cái bức hoại đó. Anh em cứ tưởng tượng con Siki đi, nó ủi liên tục á thì nó sẽ có tỷ lệ xuyên được bất tử bất hoại đó anh em. Đó thì nó xuyên cái khiên của con Ba Tô mà nó ủi liên hồi như vậy á, đâu chịu nổi anh em. Đó nhưng mà đâu phải ai, hình như là chưa có ai có con Blue Dragon 5 sao. Đây con quỷ này nè, cái nội tại của nó chung là chua đó nè. 3 sao thì có rồi, 3 sao chắc chắn có rồi. Nè anh em, Long Chi Lực nè, chủ nhân co khi tấn công có 25% bỏ qua hiệu quả kháng thiết sát thương miễn nhiễm mà bất tử này của mục tiêu nè anh em. Đó thì con Siki nó sẽ nổ liên tục á, thì cái 25% này chắc chắn nó sẽ xuất hiện. Nó không xuất hiện ôn đa mục tiêu mà nó sẽ xuất hiện, ví dụ như là bem 6 mục tiêu đi thì sẽ có một hai đứa ở trong đó sẽ bị dính. Thì nó cứ ủi liên tục như vậy đó, thì 25% này nó ủi, ví dụ như nó ủi 4 lần đi thì tỷ lệ nó sẽ gia tăng tới 100%. À, bởi vì 25% anh em ủi 4 lần vô cùng một mục tiêu thì 25 này thì nó sẽ nhảy lên 25 25, 4 lần như vậy là sẽ là 100%. À, nếu mà đúng chính xác thì cái tỷ lệ như thế này. Đó thì thứ nào mà chịu nổi anh em. Nhưng mà quan trọng á phải đạt được 5 sao nha thì chúng ta mới có con này. 3 sao thôi đã thấy bà rồi, huống gì 5 sao anh em ơi. 5 sao chắc hơi bị chưa, game này chắc chưa ai có quá. Trừ mấy ông là không, chắc chưa ai có đâu anh em ơi, chưa ai có. Đây 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 đây. Có hàng về Haki 31 31 233. Đây đây, Haki là cái này, Haki là cái này anh em nha. Đây đây đây, giáo án về, giáo án về. Ba ô tóc hả? 1 2 33 má tóc. Con Siki má tóc á. Ủa Siki mà sao má tóc ta? Hơi khó hiểu, anh em thử build thử coi. Rồi, tiếp theo nữa là bét rồng đỏ, đá công xuyên. À con này chơi công xuyên anh em nha. Bét rồng đỏ giống y chang như là chơi theo con Big Mom vậy đó. Rồi, tiếp theo nữa là Vega là 60% sát thương chí mạng. À cái này thì nói chung là build theo thôi anh em ơi. Ok. Ok, then ông nha. Đó, có giáo án về anh em ơi. Có giáo án về rồi anh em nha. 60% sát thương chí mạng hả? À rồi rồi rồi, mình hiểu rồi. Nếu mà anh em build sát thương chí mạng anh em thì chắc là nếu mà nó không xuất hiện chí mạng, nhưng mà cái lượng đam do cái sát thương chí mạng lên nó nhảy lên á thì nhiều khi nó cũng sẽ tăng lên đam cao lắm anh em. Để bữa nào rảnh thì mình làm cái giáo án nó thử coi như thế nào. Chắc ngày mai anh em ha, chắc ngày mai mình sẽ build theo giáo án của ông dâu chua này thử coi như thế nào, để thử coi có hiệu quả không anh em nha. Đó anh em nhớ lưu lại anh em nha. 31233. Cái này là mát tóc hả ta? Ủa, Siki mát tóc luôn hả ông? À rồi ok anh em, đó là giáo án anh em cứ thử coi như thế nào ha. Rồi đó là video ngày hôm nay ha, thì ngày mai có kết quả thì mình sẽ cập nhật ở trên kênh, anh em nhớ theo dõi kênh nha.
Rồi các anh em ơi, đó là video ngày hôm nay. Thấy hay thì hãy cho một like giỏi kênh cho anh em, và cũng như là dự đoán ý kiến của anh em đợt này ra tướng nào thì anh em hãy kêu bên dưới nha. Sau thì nếu mà được thì kênh 100k sub đi. Anh em nào mà chưa like, share, chưa like, subscribe kênh của mình á, anh em subscribe đi. Kênh của mình nó nhảy lên 100k sub thì mình sẽ làm một cái event để tri ân anh em. À, nói chung là một ít món quà nhỏ nhỏ ha. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ sau thì sẽ làm những cái event dự đoán tướng rồi anh em, cho nó vui ha. Rồi ok, cảm ơn nhiều nha.